Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên được phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong suốt nhiều năm qua, chúng ta vẫn luôn coi rác thải là những thứ bỏ đi. Thế nhưng trên thực tế, thì chất thải rắn sinh hoạt nếu được phân loại và tận dụng triệt để giá trị sẽ trở thành nguồn tài nguyên hữu dụng. Chất thải được khai thác hiệu quả sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn. Tận dụng các chất thải sinh hoạt thành các nguồn nguyên liệu là xu hướng tất yếu của thế giới nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Và mấu chốt của điều này chính là hoạt động phân loại rác. Thế nhưng đây lại chính là điều mà nước ta đang chưa thể thực hiện. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là 60.000 tấn một ngày. Nguồn thải lớn là vậy, thế nhưng có đến 85% lượng rác thải hiện nay tại Việt Nam được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp. Phương thức này vừa lãng phí nguồn thải, lại đòi hỏi nhiều quỹ đất, đồng thời gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đất, nước, không khí, nhất là tại các thành phố lớn. Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, mỗi ngày, tổng lượng rác phát sinh trên địa bàn thủ đô là khoảng 6.500 cho đến 7.000 tấn. Trong đó, bãi rác Nam Sơn đang tiếp nhận, xử lý khoảng 5.000 tấn rác một ngày. Bãi rác Sơn Sơn tiếp nhận, xử lý khoảng 1.750 tấn một ngày. Tuy nhiên, hai bãi chôn lấp rác thải của thủ đô luôn trong tình trạng quá tải và có nguy cơ vỡ trận bất cứ lúc nào. Công tác dự báo là chúng ta còn hạn chế, chúng ta không lường trước được là cái quá trình phát triển kinh tế xã hội nó diễn ra nhanh thì kéo theo như tôi nói là cái chất thải nó phát sinh gia tăng nhanh. Do vậy là chúng ta không, ví dụ như hiện nay một số địa phương là không còn cái quỹ đất. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục thực hiện cái việc chôn lấp chất thải rắn, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ chôn lấp thì không còn quỹ đất. Tổng cục Môi trường cho biết Việt Nam hiện có khoảng 1.000 bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, trong đó chưa đến 20% bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đây không chỉ là gánh nặng về môi trường mà còn đưa Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã có quy định rác thải phải được phân loại tại nguồn. Thế nhưng phân loại xong thì cần có phương án xử lý, sản xuất, tái chế như thế nào? Đây là những vấn đề được đặt ra đối với hoạt động xử lý rác ở các địa phương. Việc triển khai các biện pháp xử lý rác thải theo phương thức hiện đại, thay thế dần biện pháp chôn lấp, lạc hậu là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp nào cho hiệu quả cũng đang là bài toán đặt ra đối với các cơ quan quản lý. Phân loại rác, khâu đầu tiên trong quá trình biến rác thành tài nguyên, chuyện tưởng dễ mà khó. Theo báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022, tổng lượng rác thải nhựa được thu gom tại Việt Nam là 2,4 triệu tấn. Tuy nhiên, chỉ có 0,9 triệu tấn rác thải nhựa được phân loại cho tái chế và 0,77 triệu tấn rác được tái chế. Tổng thất thoát chất thải nhựa và môi trường là 0,42 triệu tấn. Và mặc dù việc phân loại rác tại nguồn đã được tuyên truyền từ hơn 10 năm nay, thế nhưng nhiều người vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm phân loại của các loại rác. Và có rất nhiều lý do cho thói quen chưa thể bỏ. Cô chả hiểu được, cô chỉ để là cứ gom một túi ni lông và đưa ra ngoài ấy là bỏ thôi. Nhà của mình diện tích cũng nhỏ ấy, nên mình để chung xong đến để chung một chỗ xong đến lúc có xe rác thì mình xách ra ngoài cho tiện. Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định phân loại rác là yêu cầu bắt buộc. Nghị định 45/2022 cũng đưa ra mức xử phạt tới 1 triệu đồng nếu không thực hiện phân loại rác. Thế nhưng đến nay, các quy định này vẫn chưa đi vào cuộc sống. Chính quyền địa phương chưa có cái hướng dẫn cụ thể để cho người dân có thể phân loại và thực hiện cái quy định về chế tài phạt trong trường hợp mà người dân không thực hiện theo quy định của nhà nước. Trong thời gian tới, sau khi mà chính quyền của các địa phương, các tỉnh, thành phố đã có hướng dẫn về việc phân loại rác thải tại nguồn và xử lý vi phạm, thì nếu như hộ gia đình cá nhân nào vi phạm thì sẽ bị chế tài và bị phạt theo quy định tại Nghị định 45. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đang xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt và sẽ sớm ban hành trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương triển khai quy định phân loại rác tới từng hộ gia đình. Thế nhưng sau hơn một năm Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực, việc chưa kịp thời ban hành hướng dẫn chi tiết phân loại rác đang được đánh giá là chậm trễ.
phân loại rác ấy nó cũng làm gì đến cái mức khó, dân trí của mình đâu đến mức mà bây giờ không hiểu là phân loại rác là như thế nào, mà mình cũng đâu có bắt là phải phân loại kỹ là 3-4 cái thùng rác như ở các nước đâu. Đó, mình chỉ có hai loại là hữu cơ và không phải hữu cơ. Thế cái triển khai hay không là do cái cách làm cũng như là cái trách nhiệm của những cái khu quản lý. Bên cạnh đó, hiện có 5 mô hình xử lý rác thải phổ biến ở Việt Nam, bao gồm đốt rác phát điện, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân vi sinh, chôn lấp, điện khí hóa và đốt rác thông thường. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn, cũng như chưa có khuyến cáo công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt để áp dụng. Do đó, các địa phương còn khá lúng túng khi lựa chọn công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 26 lò đốt rác tại các huyện, thị xã. Trong đó, có nhiều lò đốt rác do đầu tư đã lâu nên đã bị hư hỏng xuống cấp. Có lò đốt do thiếu kinh phí duy trì nên đã ngừng hoạt động, trong khi các dự án đầu tư về rác thải mới vẫn chưa hoàn thành. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều địa phương đang gặp phải khó khăn trong việc xử lý rác thải. Dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2004, thế nhưng bị chậm tiến độ, phải chuyển chủ đầu tư khác. Song đến nay, dù chủ đầu tư đã nhiều lần xin lùi tiến độ thực hiện, thì công trình vẫn dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác núi Voi thì đang bị quá tải. Như chúng tôi thật là ô nhiễm ở nhà mà cứ phải đóng kín cửa mà mãi ngoài kia đấy. Người dân chúng tôi chỉ cứ kêu cầu các cấp trên là làm sao cho cái bể thải nó sạch sẽ mà không thể đưa chỗ nào đưa. Địa phương cũng đã thường xuyên đề xuất phối hợp với công ty môi trường để thực hiện các cái biện pháp khử khuẩn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thường xuyên cũng đề xuất với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho công ty hiện nay đang thực hiện cái dự án xây dựng nhà máy để sớm nhà máy đi vào hoạt động. Hiện tại chúng ta chưa sử dụng được các cái công nghệ đốt rác tiên tiến. Đấy, thì ta có thể là tạm thời là chôn lấp, sau này có cái đề tài khoa học nào nó lớn mà được nhà nước mình công nhận hoặc là thế giới thì khi đó là chúng ta xử lý theo cái công nghệ đó thì nó sẽ phù hợp nhất. Và Hà Nội cũng gặp phải tình trạng tương tự. Đây là nhà máy xử lý rác nhiệt phân Plama được xây dựng từ cuối năm 2011 với tổng mức đầu tư lên đến 768 tỷ đồng tại Đông Anh. Dù theo dự kiến, nhà máy phải xử lý rác từ cách đây hơn 4 năm. Thế nhưng đến nay, khi các bãi xử lý chôn lấp dần trở nên quá tải, thì nhà máy này vẫn bỏ không nhiều năm. Thì với địa phương, nhân dân cũng kiến nghị nhiều lần rồi, thì cũng đề nghị các thành phố, rồi huyện quan tâm đôn đốc đơn vị thực hiện dự án là sớm đưa dự án vận hành để đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường để trên địa bàn xã nói riêng và huyện nói chung được xanh sạch đẹp. Còn đây là nhà máy điện rác Sóc Sơn, được cho là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai thế giới và được kỳ vọng sẽ xử lý 4.000 tấn rác một ngày đêm khi hoàn thành. Dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2020, thế nhưng dự án đã nhiều lần xin lùi thời hạn về đích và phải đến tháng 7 năm 2022, nhà máy mới có thể chính thức đi vào vận hành. Bên cạnh việc chậm tiến độ, một vướng mắc lớn khiến các dự án xử lý rác hoạt động chưa hiệu quả là do nhiều nơi sử dụng các công nghệ nhập từ nước ngoài nên không phù hợp với nước ta, do chất thải rắn sinh hoạt của nước ta thường có độ ẩm cao lẫn nhiều tạp chất, phân loại đầu nguồn chưa tốt. Có lẽ là ở Việt Nam thì kể đến các công nghệ lâu nay chúng ta đang áp dụng như này, một là công nghệ chôn lấp, hai là công nghệ vệ nhà phát điện từ khí tổng hợp sinh gas, công nghệ plasma, công nghệ martin, thế và các công nghệ đốt thông thường khác. Thế thì có lẽ như này, một trong những vấn đề lý do chính mà thất bại, dẫn đến thất bại của các công nghệ là do không phù hợp với rác Việt Nam, nó không thiết thực với rác Việt Nam, đặc biệt rác Việt Nam chưa được phân loại từ đầu nguồn. Chính vì vậy mà các công nghệ đường nước ngoài vào khi người ta áp dụng nước ngoài là đã được phân loại, thì ở Việt Nam chưa phân loại thì với cái nhiệt trị thấp, thành phần hỗn lớn và cái độ ẩm cao ấy, thì cái việc xử lý cực kỳ khó khăn. Để xử lý được rác thải Việt Nam thì cần có một cái gần như một cái nhóm giải pháp đồng bộ. Tôi nghĩ rằng đây là cần phải sự đồng bộ thậm chí là đồng hành từ nhà nước, doanh nghiệp đến người dân. Trung bình mỗi năm, Việt Nam thải ra khoảng 25 triệu tấn rác thải sinh hoạt. Nguồn tài nguyên vô cùng lớn này có được tận dụng triệt để phát huy giá trị của rác thải hay không? Điều đó phụ thuộc vào việc thúc đẩy chính sách của các bộ ngành liên quan và tăng cường đầu tư từ các địa phương.
Rõ ràng phân loại rác tại nguồn mang lại nhiều lợi ích trong tuần hoàn nguyên liệu và đặc biệt là giảm thiểu rác thải ra bãi chôn lấp, giúp bảo vệ môi trường hiệu quả. Hiểu được ích lợi to lớn này thì nhiều cụm dân cư ở các địa phương đã chủ động thực hiện hoạt động phân loại rác, thay đổi từ tư duy cho đến hành động đối với rác thải. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ là hình ảnh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, điểm đặc biệt ở khu dân cư này là nhà nào cũng có 2 thùng phân loại rác. Và mỗi hộ dân được chính quyền xã phát tận tay từng làn đi chợ như thế này. Tại nhiều nơi, quy định phân loại rác thì chưa đi vào cuộc sống. Thế nhưng người dân ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cư, tỉnh Hưng Yên vẫn tự đặt mục tiêu 100% hộ gia đình trong thị trấn phân loại rác hữu cơ, vô cơ. 100% hộ gia đình có các hố xử lý rác hữu cơ, giảm thiểu tối đa nhất lượng rác thải ra môi trường. Rau cỏ và các loại hoa quả mà bị không dùng được nữa thì chúng tôi sẽ cho vào một cái thùng xanh này. Mỗi một lần cho vào thì ngày thứ hai là chúng tôi đã phải rác phân hữu cơ rồi, phân hủy rồi. Thì nó không có mùi mẽ gì cả, rất sạch sẽ, vệ sinh. Còn đây là hình ảnh thường ngày tại hợp tác xã Greenline Hạ Long. Những chiếc pano Apic được chế tác thành những chiếc túi đi chợ tiện dụng, hay những tấm vải thừa từ những cửa hàng may được kết hợp may thành túi vải. Muốn những cái tấm pano này trở lên tuyệt vời hơn, nó quay lại vòng đời thứ hai có ích để cho cái việc tiêu dùng, việc sử dụng trong cái đời sống thường ngày nó thay thế cái sản phẩm mà tương tự. Ngoài những mô hình ở các khu dân cư, mô hình từ các cá nhân, nhóm nhỏ, đến nay, Huế, đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam có lẽ là mô hình cấp đô thị lớn nhất về giảm nhựa. Dự án do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF Việt Nam tài trợ với mục tiêu sẽ xây dựng Huế trở thành điểm đến di sản thân thiện môi trường, tạo thói quen phân loại rác thải, tái chế rác và hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Mọi tầng lớp và tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố Huế đang chung tay góp phần đạt mục tiêu đến năm 2024 sẽ giảm được 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường. Phân loại rác tại nguồn là hành động tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần mỗi chúng ta thay đổi một chút thói quen mỗi ngày, môi trường cũng sẽ được đổi thay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.